tham sân si, rồi thành ra thân khẩu ý khẩu nghiệp. Khi một cái ý mình si mê, mình không có nghe lời sư phụ mình mà nghe lời theo cái triết lý vô thần. Vô thần nó ma mị lắm. Sư phụ là tam tịnh nhục, mặc áo đời, mang kiếm đen. Còn thiên ma bề ngoài rất là tu hành đàng hoàng, nhưng bên trong có một khối lượng rất là ghê gớm và dìu dắt nhân loại đi vô A Tỳ. Mà không có nói nhiều đụng chạm nghe. Khi mà cái ý khởi ra gọi là bất kính, nó ra khẩu nghe, thì thân khẩu ý, thì cái thân phải chịu đọa. Khi đã đi sai rồi khó quay lại lắm. Thân khẩu ý nó tùy theo những cái người mình phạm. Thí dụ người mà có chánh kiến ở chí khôn, khi mà mình chờ sư phụ mình lâu quá không có về nước Việt, không có làm vua, thì cũng nhẫn nại để chờ xem thì sư phụ mình còn cứu mình nổi. Còn mình đã lỡ mà nghe lời xúi dục của ai đó thì cứu khó nổi lắm. Tại vì khi mà bán linh hồn cho bên vô thần rồi thì chỉ có đọa địa ngục vô gián thôi. Khi cái tiếng mà mình thí dụ mình làm, Phật có nói một người đầu tiên nói không có tội lỗi nhiều, nhưng mà người sau đồn, nó như là sống vậy đó, nó đồn rang ra. Và đến cái người mà đầu tiên đã hối hận rồi thì cái tiếng của người đầu tiên nói cho một người, nói cho 10 người kia nghe. 10 người kia là lúc đầu cũng gọi là tâm không có vững đó, nghe theo thì người đó cũng bị tội. Nhưng mà rồi 10 người nói ra, 10 người cứ nhân lên. Cho nên cái lời nói mà đầu tiên mấy con cần phải rất là cẩn trọng, đó là tội rất là nặng, phải cẩn thận. Mình người tu mình không có nên nghĩ cái gì hay là nghe ai nói cái gì mình chạy theo liền, phải để im đó, mình chờ thời gian. Cái gì cũng phải có nhẫn nại hết á. Chứ 10 người nó đồn ra 10 người, đến cuối cùng giống như hồi xưa thầy ông Lai rời khỏi chùa, sư phụ cũng phải đi lại từ bà Phật tử, tôi có kể rồi. Tới những cái người đó hiểu, nhưng mà cái tiếng xấu tới ngày hôm nay vẫn còn, để nó lan ra xa quá. Thì con nghĩ những cái người đầu tiên á là có vẫn còn tội. Giống như kiểu Michael Jackson vậy, sáng tác mấy bản nhạc. Khi ở trên thế gian ai ca cái bản nhạc đó, Michael Jackson á là ôm cộng đồng một cái. Chúng ta cũng vậy thôi. Mà một người thường á thì không nói, mà một người chuyển lưng thánh dương thì là nó nhân lên gấp tỷ lần á.